Đâu? Đúng rồi, nhận. Như thế này nha, như thế này. Để mà được trái lớn đó thì có một cái nhiệm vụ là người nông dân phải cử một người ra cứ buổi sáng đi từ cây thứ nhất cho tới cây cuối cùng lặt cái ngọn. Lặt cái ngọn có mấy cái tác dụng như này. Thứ nhất là nó hồi dinh dưỡng lại để có mấy cái trái trên đây thì nó tự bự lên. Cái thứ hai, cái những cái bông này ra nó đậu hết. Cái thứ ba, chúng ta lặt cái ngọn thì rau nó không bị cuốn với nhau. Rồi đến sau khi đó chúng ta đi tỉa cành nó nhẹ nhàng. Phải có một cái người đi lặt cái ngọn này là hồi dinh dưỡng. Muốn làm âu là phải trái phải to, nên buộc là phải có một người từ sáng sớm đi chiều tối. Ngày nào ngày chỉ có là một cái nhiệm vụ nhất là đi lặt cái ngọn. Khi ra được 3-4 cái bông này lặt cái ngọn nha. Cái vườn này là nó lúc giai đoạn đầu nó bị dư N này, nên mắt nó thưa nè. Mắt nó thưa thì nó không có đậu được. Cái thứ hai là cái này phải đưa hơi bị thiếu amino nha. Mắt nó dày rồi nhưng mà rau nó phải tím 2/3 thế này thì nó mới đậu. Còn nếu không thì nó không đậu. À, nó rất là khó. Như cái cành này là bấm rồi, đúng rồi đồng chí. Đúng rồi, lặt bấm cái ngọn nhỏ thôi, bấm một cái ngọn nhỏ thôi. Thí dụ như nó có mới có mấy cái bông à. Đúng là nhiều bông rồi nè. Nhìn nè, chúng ta nhìn vào cái gốc này nè, cái gốc này nó mọc. Nó gốc này nó mọc thì chúng ta để cái cành nó dài. Đúng rồi. 5-6 trái rồi. Cái gốc này mà nó ốm thì chúng ta bấm ngắn nó lại. Thí dụ nhưng thí dụ như là ở trên đây nó bị sai về dinh dưỡng, nó không ra trái thì chúng ta phải đợi ở đây được 4-5 cái bông gì đó. Đúng rồi, chúng ta bấm cái ngọn này. À, là như vậy. Còn không thôi để ngày mai đi bấm lại. Như cái cành này nó hơi ốm, mình để 3 trái thì khoảng 3 bông thôi. Còn như cái cành này thì cắt bỏ đi. Vì là bây giờ ở trên nguyên cái đoạn ở từ trên đây xuống dưới đây nó không có, mà đây nó có. Thì chúng ta, đúng rồi đó, chừa lại một mắt thôi. Chừa, đúng rồi, cầm cái kéo, chừa lại một mắt thôi. Em chừa hai mắt, nó sẽ ra 2 giây. Và 2 giây nó sẽ ốm và trái nó nhỏ. Chừa lại một mắt, tại vì ở đây nó còn một mắt ngủ trong này nữa nè. Đó, nên chừa lại một mắt. Mà xin thưa rằng là đó, chà gãy cái ngọn này. Sao? Cái lượng dây đúng rồi, cần lặt... phải tỉa bớt không? Không, không đâu có tỉa, đâu có tỉa bớt gì đâu, chứ là cái ngọn này thôi. Đó. Nha, để nó hồi dinh dưỡng lại thì trái nó mới lớn được. Nên nếu muốn làm chanh Âu thì một người chỉ làm được 200 gốc thôi. Hai vợ chồng là làm 400 gốc thôi. Nha, còn nếu làm Trung Quốc thì là một người có thể làm được tới 400 gốc. Đó, lặt cái ngọn này đi. Đó, nha. Phải có một người đi từ gốc thứ nhất cho tới gốc cuối cùng lặt cái ngọn, một nhiệm vụ duy nhất. Đấy, sầu riêng năm đầu thì nó thích mát từ 50-70%, nên trồng chanh dây ở trên và sầu riêng ở dưới thì không còn gì bằng. Cái này là em trồng từ tháng mấy ha Thùy? Tháng 5 âm lịch mình. Bữa nay là gần 7 tháng. À, sầu riêng đẹp quá Thùy ơi. Đi lặt ngay. Thùy ơi, cho người đi lặt cái ngọn ngay. Chứ không thôi nó đang với nhau nó rối nè. Thấy chưa? Quỳ Thùy thấy không? Không có ai lặt ngọn, nó đang với nó rối. Nó rối sau này mình gỡ ra một công thành 4 công. Mà quá trình gỡ ra nó kêu cái rắc như vậy là cái cành nó bị tổn thương, nó tắc mạch ở trong đó là trái nó sẽ nhỏ lại. À, nên là cho đi lặt cái ngọn. Chứ sao nữa, một mình em mà cái này mấy trăm gốc. Em phải mướn người chứ, một mình em sẽ làm xuể. Wow. Đó thì mọi người tin chưa, 36 tháng có thu là đúng chưa? Cái này gần 7 tháng nè mà con nó xoay tán nè. Đẹp quá, trời ơi, bưởi. Cái vườn này mọi người nhớ không? Tuấn có nói là tiên cảnh đó nè. Những người thoát tục đó nên về đây ở nè. Những người ai mà muốn thoát tục á nên về đây ở nè, làm cái nhà ở dưới kia kìa. Đó, làm cái nhà ở dưới cái. Chắc sau này anh xin em cái miếng đất em làm cái nhà dưới đó Thùy ơi. À. Cũng khó ha. Thùy là với cái chị ngày hôm qua là chị tên gì nha? Chị Đại. Chị Đại đó là chị em dâu với nhau, nhưng mà Thùy làm bao nhiêu lâu rồi mà chị cũng còn hơi. Đó, bây giờ chị đâu rồi? Chị đâu hồi nãy chứ ngồi trong nhà chứ đâu rồi? Giờ thấy hai vợ chồng chị tin rồi, bữa trước à, đẹp hơn nhà Thùy bữa nay thì. Đó nha chị, nên cái công nghệ đó. Cây giống là mua ở ngoài nhà mua đẹp hơn cây này đấy, to hơn cây này. Anh coi này, bây giờ nó dù hết rồi. Giờ nó cao hơn đầu em rồi nè. Đấy, mà cái đọt của nó như này cơ mà. Dạ vâng. Mà cái này là
em nó đang đầu tư, nó còn bị đói ăn. Đói ăn phân, chưa... đói phân rồi đói cả si siếc luôn, không bỏ chưa nhiều đâu. Không đủ đủ quy trình đúng đâu. Bây giờ khó khăn, bây giờ phải thu chanh đấy. Bây giờ không làm đúng theo bây giờ phải thu chanh đấy, chứ bây giờ không có gì thu vô. Cà phê thì coi đó, nó xấu vậy đó, không đủ, không đủ tiền tiền bỏ ra. Rồi, cái thứ hai đi Âu nữa đó nha, là chị nó phải quan hợp được. Mình đã làm cái dàn rồi, thì ví dụ như cái nào nó mát quá ở đây, cái lá nó mát quá, em lặt cho anh một hai cái lá này cho nó lòi ra, để cho nó mới lên màu, nó tím được. Tại vì Âu nó yêu cầu là nó phải tím, còn nếu mà nó bị nằm trong cái lá thì mình lên màu ra màu hồng. Đó, nó phải nó cớm nha. Âu nó hơi khó như vậy, nó phải đủ đẹp quá đi, khó lắm nha. Cái này chỉ qua điện thoại thôi mà Thùy như vậy là phải nói là thông minh lắm á. Tại... đọc là theo dõi clip của anh thôi chứ bây giờ chân dây nó khó lắm, nó yếu tố con người nó quyết định thôi, 80% rồi. Phá đi mấy xào mà chanh xoăn hết đi. Đây xấu lắm, cái nhiệt điệp xấu lắm. Đây đèn bóng. Sao đang quay phim mà đi đâu đeo khẩu trang vậy, sao ta ngắm được cái dung nhan đấy. Không, ở đây thích thật ấy. Nếu mà được cái hơi nước mà mùa này mà thổi thì lên thì nó đậu trái còn ác. Tại vì cây trồng mà nó có hơi nước á, dù cây sầu riêng mùa này ra bông mà có được hơi nước cây gì vậy thì nó đậu trái rất là cao, vì ẩm độ trong không khí nó lớn nên đậu trái rất là nếu mà cái hơi nước nó thổi. Ai da. Nè, cây này nó hơi kém nè em. Nè Thùy ơi, cây này nó hơi kém nè em, thì ưu tiên mình khó khăn mình ưu tiên cho nó con nửa ký hữu cơ nở và hai nắp amino với si vào đấy, những cái cây này. Ừ, mấy cây khác thì mình có thể mình trận lại mình trễ. Là gì rồi đấy, không thi thoảng là cây nào mà bị bệnh ý thì đổ cho chanh này, em cũng cho nó đúng rồi miếng. Cho miếng đúng rồi. Cái gì, kỹ sư vừa mới bỏ ba chất rồi vừa tưới luôn si có được không? Dạ, giải độc yên tâm. Được à? Dạ được. Dạ. Cả bách lo nô cáp mà tụi em còn giải độc được, tội nghiệp chơi nó quấn vô đây. Nó phải xoay cái tán giống như cây thông như thế này nè. Và ngọn phải cao hơn nhánh thì như vậy thì mới. Ha, chúng ta học hỏi riêng cái chanh dây thì Tuấn không có chỉ được đâu, mà phải mọi người phải thông qua Thùy. Hoặc là để nắm bắt kỹ thuật chứ nó khó dữ lắm. Đây nè. Đó, cái này thì phải lật nó ra ha. Lật nó ra để cho nó nắng nó chiếu vào. Đó, nó chiếu vào. Nhưng mình có lật nhiều quá nha. Lật nhiều quá là nó khỏi quan hợp là thua luôn á. Đó, cho nó cống cái trái ra. Rồi. Đó, đúng rồi chị. Đúng rồi, cho nó. Đó, nhưng mà đừng có lật nhiều quá là nó trái nó sẽ không. Trời nào cũng vậy ha. Ây da. Thời gian phải đi cấu họ chanh này lại. Lấy cái này làm trà ha. Cái chanh này là không hóa chất nên là Thùy với không lấy cái ngọn này nè. Xong rồi phơi cho nó khô khô đi, xong sao sơ cho nó thơm. Xong bầm nó ra làm trà. Xin thưa nha. Uống rượu nha, ngủ là rất là dễ rồi, nó là lạc tiên mà. Cái thứ hai mà uống rượu mà uống kèm với nó đó thì uống gần gấp đôi à. Nên bạn Tuấn bây giờ tới Tết đó. Dạ, nó vậy nó giải độc mà. Nó giải độc gan mà. Cái này nè là do bỏ cái cành này đi. Cái này là bị bọ trĩ nó đánh. Đúng rồi. Bỏ đi kia. Wow, mới có bói thôi mà quá trời trái. Nó khô hết đọt này này nhớ không? Cây này này. Xong là đợt đấy anh bảo 4 tháng rồi nha. Cắn hết cái ngọn này đi, cái đọt này đi, xong là để nó ra cái đọt khác. Đúng rồi, đây nè. Mình cắt cái đọt này đi nè. Quả cắt hết cái đọt này đi xong rồi. Đúng rồi, mình cắt cái đọt đi nè. Rồi nó mới mình chọn cái cành khác mình lên mình thay thế nó. Đẹp quá. Trời, bưởi thì khỏi nói rồi, bưởi thì nó khỏe hơn sầu riêng. Hôm qua không cho miếng nào đâu được đúng làm đổ. Thằng kỳ nữa. Chỗ anh Kỳ á thì nó nói trời anh ơi, bưởi em làm nó ra trái chuyền luôn mà nó khỏe hơn sầu riêng. Nếu mà làm lật. Bưởi thì để vài năm nữa mà có sức thì bưởi như này được 30 cây có quả rồi đấy chứ Tuấn ạ. Dạ dạ, làm bưởi nó khỏe lắm, bưởi nó khỏe hơn sầu riêng ha. Ở dưới bờ ao có bưởi rồi, đẹp rồi, có trái rồi mà. Wow, cái cây này một mét 1m65 thì ở đây là
Gốc đây thầy, mét 8 gốc lớn đấy thầy. Mét 9 đây. Thảo gốc bằng cái chén không tin nữa. À đúng rồi. Gốc lớn đấy thầy. Đâu gốc ban đầu mua làm gì được gốc to như vậy, gốc bé. Giờ mình trồng sang tốt hơn. Chị trồng trước, chị trồng trước Thùy một tháng thôi. Chị à. Mà bữa nay của nhà Thùy gấp đôi rồi. Dạ. Rồi với cái đà này mà cho nó ăn nữa ha, đủ sức cho nó ăn nữa thì. Dạ dạ dạ, phải từ thực tiễn á. Dạ. Ông thì bảo cho, bà thì bảo là không. Đấy, về vừa lấy bàn nhau mà thôi về đi lấy xin đây đi nhá. Thấy không anh? Dạ. Người nông dân chỉ vui khi thấy cây trồng nó đẹp thôi. Thì cứ muốn ngắm mãi. Dạ. Ô mà đi mà em nói chị nhá, anh nhá đi đi ra vườn mà thấy cây nó đẹp mà mình làm không mình biết mệt. Đúng rồi. Xấu mê luôn, nó xấu nhìn nó cứ làm sao sao chăm chút. Thay vì buổi trưa vô được ăn 3 chén cơm thì còn có 2 chén đúng không? Bị nản đúng không?